một Channel. Chương 4106, ba chuyện. Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, giống như bị thuyết phục, thì yểm tiếp tục nói, "Thiên Tôn, ngươi chính là người thừa kế Hạo Thiên, có đại uy vọng gia thân, nếu ngươi ra lệnh cho thần linh vạn giới chư thiên trong vũ trụ thiên đình, tạo thành đại quân, cùng nhau công phạt Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lão phu tất nhiên là người đầu tiên ủng hộ." Có ta và ngươi dẫn đầu, chỉ cần có thể cứu Hồng Mông Hắc Long, bước tiếp theo liền có thể giết vào thần giới, chỉ cần cho mọi người thấy hy vọng chiến thắng, địa ngục giới, kiếm giới, thậm chí hắc ám tôn chủ, tất nhiên đều hưởng ứng. Trường sinh bất tử giả mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn bốn tôn thủy tổ sao? Môi hở răng lạnh, đây là chúng ta duy nhất cơ hội, một khi bỏ qua, này tận thế đại thế liền không còn có chúng ta quyền lên tiếng. Thủy tổ chi tôn, đỉnh thiên lập địa, há có thể buồn bực ở dưới người. Làm thủy tổ, thì yểm đem tư thái thả rất thấp, thật giống như đã lấy trương nhược trần như thiên sai đâu đánh đó. Tứ tôn thủy tổ tuyệt đối là có thể cùng trường sinh bất tử giả khiêu chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mọi người phải đồng lòng, phải có quyết tâm thấy chết không sờn, đổi lại là thủy tổ cảnh hạo thiên, thiên mỗ, địa tạng vương, trương nhược trần cùng ba người bọn họ cùng đi chinh chiến trường sinh bất tử giả. Đây tuyệt đối là tin tưởng mười phần. Khoái ý sinh tử lòng chủ cũng không sợ hãi trong cuộc đối thoại thủy tổ này. Hỏi trận chiến này cho dù chúng ta thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm chứ. Xin hỏi yểm tổ, mục đích của chúng ta, rốt cuộc là cứu Hồng Mông Hắc Long, hay là tuyên chiến với thần giới? Nếu như là tuyên chiến, cực vọng không rõ ràng lắm. Thủy tổ sinh mệnh cấp độ, nhưng rất tò mò, chư vị tiền bối muốn dùng phương thức nào chấn áp đệ nhị nho tổ cùng vị trường sinh bất tử già kia? nếu không cách nào trấn áp bọn họ, bản thân chúng ta lại tổn thất thảm trọng, kế tiếp nên ứng đối thủy tổ trả thù như thế nào? Thì yểm đứng ở mũi thuyền, tuổi già sức yếu, vẫn là bộ dáng gầy gò của tinh hải thủy điếu giả. Nói, cực vọng, người là tu sĩ nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ, được long xào tương trợ, thủy tổ cũng có hy vọng, như thế nào? Người cũng bị hằng cổ cửu đạo đại thần thông của trường sinh bất tử giả hù dọa. Long chủ đối diện thủy tổ ánh mắt không có bị thi yểm nói sang chuyện khác. Tiếp tục nói, vãn bối chỉ muốn biết, yểm tổ có kế sách gì thắng địch. Các ngươi cho rằng, sau khi hồng mông hắc long ngã xuống, mình có thể kê cao gối mà ngủ. Người đứng sau hắc bạch đạo nhân và hiên viên đệ nhị là ai? Mộ dung hoàn chết như thế nào? Long lân chết như thế nào? Thủy tổ dạ xoa vương bị ai chấn áp? Thi hài tổ long không phải ở trong tay ngươi sao? Thì yểm gần từng chữ, từng chữ như sấm, tiếp tục nói. Các ngươi thật sự cho rằng tất cả đều làm không kẽ hở? Thật tình không biết, Hồng Mông Hắc Long sau khi chết, kế tiếp không phải lão phu, mà là các ngươi, Long chủ không thể không thừa nhận, thì yểm nói hết thảy đều không giả. Cục diện hiện tại đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Đã không phải là vấn đề đánh hay không đánh, mà là vấn đề kế tiếp nên sinh tồn như thế nào. Nhưng muốn chỉnh hợp Thiên Đình vũ trụ toàn bộ lực lượng, đi cùng thần giới trường sinh bất tử giả liều chết, kết quả tốt nhất, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, mà thi yểm thì có thể nhàn đãi lao. Ngư ông đắc lợi, cuộc đối thoại này hiển nhiên là long chủ rơi vào thế hạ phong. Bị thi yểm hỏi lại, yểm tổ cũng không thể vu oan giá hỏa hắc bạch đạo nhân và hiên viên đệ nhị không phải bần đạo sai khiến. Bọn họ rõ ràng là nanh vuốt của hắc ám tôn chủ. Ở thiên nhân thư viện, bần đạo chỉ mượn thân phận của bọn họ mà thôi. Vô luận thi yểm có chứng cớ hay không? trương nhược trần quả quyết sẽ không thừa nhận tiếp theo hỏi ra một nghi hoặc vừa rồi vẫn luôn tự hỏi nói các ngươi cảm thấy trường sinh bất tử giả kia vì sao đợi đến tu sĩ vĩnh hằng thiên quốc gần như từ thương hầu như không còn mới ra tay sinh tử lão đạo đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy làm cho tu sĩ ở đây trong lúc nhất thời có chút mờ mịt thì yểm nói bởi vì trận chiến này bại lộ nhược điểm của trường sinh bất tử giả nhược điểm của hắn chính là thần giới hồng mông hắc long cho dù phạm phải giết chóc ngập trời nuốt chừng toàn bộ tu sĩ vĩnh hằng thiên quốc cũng là chuyện không đáng nhắc tới nhưng hồng mông hắc long muốn xông vào thần giới lại làm cho vị trường sinh bất tử giả kia cảm nhận được uy hiếp cho nên nó mới rước lấy họa sát thân trương nhược trần khoát tay nói yểm tổ nói có lý nhưng bần đạo lại có một loại ý nghĩ khác ai cũng biết hồng mông hắc long cùng hắc ám tôn chủ công hãm vĩnh hằng thiên quốc sau bước tiếp theo là tấn công thần giới đã như vậy vì sao không ra tay trước khi vĩnh hằng thiên quốc thất hãm đáp án kỳ thật rất đơn giản thần giới vô luận là vĩnh hằng chân tề hay là đệ nhị nho tổ cùng những thần võ sứ giả kia vẫn luôn đứng ở độ cao đạo nghĩa làm việc vô luận nội tâm bọn họ chân thật ý nghĩ là cái gì ít nhất cho tới bây giờ vẫn luôn là làm như vậy có đạo nghĩa, có thể được lòng người. Từ ban đầu, trong vũ trụ tất cả sinh linh đối vĩnh hằng chân tể nghi ngờ. Đến bây giờ vô số tu sĩ gia nhập trong đó, cam nguyện trả giá cả đời tâm huyết, vì thần giới đúc xây 12 vạn 9600 tòa thiên địa tế đàn. Vĩnh hằng chân tề tại từng bước từng bước thu nạp nhân tâm. Mấy trăm năm gần đây, tế sư tận thế đúng là chọc cho thiên nội nhân oán. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở giữa tu sĩ thần cảnh tu sĩ tầng dưới chót kỳ thật không cảm nhận được uy hiếp của thần giới ngược lại càng nguyện ý ủng hộ tu vi đạt tới cấp độ chúng ta biết rõ chúng sinh lực lợi hại thần giới cùng vĩnh hằng chân tể sao lại không biết thay vì chống lại lực lượng của chúng sinh họ sẽ sử dụng sức mạnh đó hồng mông hắc long cùng hắc ám tôn chủ đánh vào vĩnh hằng thiên quốc về sau chẳng phân biệt đen trắng lạm sát vô tội đem tất cả tu sĩ tàn sát không còn mà những tu sĩ này đến từ các đại thế giới. Các chủng tộc, các thế lực, thần hữu tộc nhân không biết bao nhiêu. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ tu sĩ, dù cho không cưu thị bọn họ, cũng nhất định sẽ không kính ngưỡng, lại càng sẽ không vì bọn họ ném đầu về nhiệt huyết. Thần giới vị kia trường sinh bất tử giả không thể nhịn được nữa. Đem hồng mông hắc long chân áp, đây lại là đứng ở đạo nghĩa độ cao, trong vũ trụ tu sĩ, chỉ biết vỗ tay khen hay như thế nào lấy mạng đi cùng hắn liều chết, để bần đạo hiệu lệnh thiên đình vũ trụ vạn giới chư thiên thần linh thành lập đại quân. Lấy chúng sinh lực, đi cứu viện hồng mông hắc long, yểm tổ cảm thấy, chúng sinh thật sẽ đồng tâm sao, bần đạo nếu là hạo thiên, có lẽ có thể bằng vào dĩ vãng trăm vạn năm tích góp từng tí một uy vọng. Nhất hồ bách ứng, nhưng hiện tại, bần đạo chưa trở thành thiên cung chi chủ, biết được việc này cũng chỉ là rất ít tu sĩ, lấy cái gì hiệu lệnh thiên đình vũ trụ nếu chỉ dựa vào thân phận thủy tổ mạnh mẽ uy áp, tất sẽ bị cắn trả. Nói không chừng, ngược lại sẽ có càng nhiều tu sĩ đầu nhập vào thần giới. Luận thực lực, luận uy vọng, luận thanh danh, bần đạo hiện tại thật sự là không cách nào so sánh với thần giới. Thì yểm ngữ khi ít đi vài phần khách khí, nói, ý của thiên tôn, chúng ta phải ngồi chờ chết, cứ như vậy chơ mắt nhìn hồng mông hắc long bị chu sát. Sau đó chúng ta bị tiêu diệt từng bộ phận. Trương Nhược Trần nói, đây không phải là một hồi lực lượng quyết đấu, mà là thủ đoạn giao phong. Chúng ta hiện tại đối với thần giới thực lực hiểu rõ bao nhiêu. Vị trường sinh bất tử giả điều khiển 72 tầng tháp kia hiện thân sao? Đệ nhị nho tổ thật sự còn chưa đột phá cấp 96 sao? Ngoại trừ Long Lân và Thủy Tổ dạ xoa vương, thần giới có thể còn ẩn giấu lực lượng khác hay không? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nhảy ra ngoài. Rốt cuộc ai là thợ săn? Yểm tổ, người trí tuệ cỡ nào? Sao lại không rõ những thứ này? Thật muốn nói rõ, sẽ không có ý nghĩa. Bần đạo còn muốn tiếp tục hợp tác, mà không phải bây giờ liền trở mặt. Thì yểm chăm chú nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu. Cười ha ha nói, thiên tôn nói quá lời. Thế cục hiện nay, chúng ta nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Dù sao cũng phải nghĩ ra một kế sách ứng đối. Trương Nhược Trần nói, bần đạo ở hôi hải gặp qua minh tổ chân thân, đích xác cường đại vô cùng, cực kỳ có cảm giác áp bách, nhưng, địa tạng vương liều chết lực chiến, lấy tự bạo thần nguyên uy hiếp, là có thể ngăn cản hắn nửa ngày. Ta nghĩ, tất cả mọi người là thủy tổ, trường sinh bất tử giả cố nhiên cường đại, nhưng sẽ không cường đại đến hoàn toàn không cách nào cân bằng trình độ. Thần giới vị kia trường sinh bất tử giả, sở dĩ có thể trong mấy chiêu, trần áp hồng mông hắc long, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn nắm giữ 72 tầng tháp này kiện trọng khí. Đem hắn chiến lực bạt lên tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Ngoài ra, còn có hai nhân tố nhỏ hơn. Thứ nhất, thần giới đối với vị trường sinh bất tử giả kia đích xác trọng yếu. Bởi vì hắn mỗi lần thúc giục 72 tầng tháp, đều tất nhiên sẽ điều động lực lượng từ thần giới. Thứ hai, hồng mông hắc long không có thần nguyên, uy hiếp kém xa địa tạng vương. Thần nguyên của hắn chính là hoang nguyệt, nên biết hồng mông hắc long không có thần nguyên, đều có chiến lực cấp thủy tổ. Nếu tìm về thần nguyên, khôi phục lại độ cao thời thái sơ, chỉ sợ vị trường sinh bất tử giả của thần giới kia cũng chưa chắc là đối thủ. Cho nên, việc cấp bách, chúng ta cần làm ba chuyện. Trương Nhược Trần vươn một ngón tay, nói, thứ nhất, tìm kiếm cửu đình, chỉ có tập hợp đủ cửu đình, mới có thể đối kháng 72 tầng tháp. Thứ hai, phải phái một nhóm tu sĩ đủ cơ chí lại có can đảm lèn vào thần giới. Tại thời khắc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng không thể đo lường. Thứ ba, tìm kiếm hoang nguyệt, cướp lấy hoang nguyệt, kỳ thật minh tổ sau khi chết. Chân chính có thể uy hiếp đến thần giới. Chỉ có hồng mông hắc long cùng hắc ám tôn chủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải có được hoang nguyệt mới được. Thì yểm nói, sau khi trương nhược trần chết, mấy chiếc trong cửu đỉnh không rõ tung tích. Đại khái rơi vào trong tay thần giới. Còn hư đình nửa phần tin tức cũng không có sớm đã biến mất trong dòng sông năm tháng lão phu sẽ cố gắng hết sức đi tìm phái tu sĩ lẻn vào thần giới đây là một ý nghĩ không tồi nhưng đây là một con đường chắc chắn phải chết nguyện ý đi chỉ sợ không có mấy người lòng chủ nói yểm tổ quá coi thường anh kiệt thiên hạ nếu chết có giá trị có ý nghĩa người tuẫn đạo không sợ tử vong chỗ nào cũng có thiên tôn đưa ra ba sách lược kỳ thật điểm này là dễ dàng nhất Hoàng Nguyệt rất có thể ở trên người Vĩnh Hằng chân tể. Vĩnh Hằng chân tể là thủy tổ tinh thần lực, muốn tìm được hắn cũng khó như lên trời. Làm sao cướp lấy? Trương Nhược Trần nói. Hoàng Nguyệt đối với Hồng Mông Hắc Long cùng Hắc Ám tôn chủ mà nói, giống như lực lượng bổn nguyên, vô luận Vĩnh Hằng chân tể như thế nào đi che giấu, bọn hắn tất nhiên là có loại nào đó vi diệu cảm ứng. Có lẽ chính là cảm ứng được Hoa Nguyệt tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc bọn hắn mới có thể mạo hiểm quy mô công phạt thì yểm ánh mắt sáng lên ngươi là nói vĩnh hằng chân tể lúc ấy ngay tại bên trong vĩnh hằng thiên quốc chúng tu sĩ chỉ là suy đoán thôi rất nhiều chuyện phải nhìn thấy hắc ám tôn chủ mới có đáp án trương nhược trần nói thì yểm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hồng mông hắc long bị nhốt ở vô sắc giới vô tận xa xôi nói nếu thiên tôn định mưu định hậu động vậy chúng ta liền bàn bạc kỹ hơn cầu chúc thiên tôn sớm ngày khống chế thiên đình vũ trụ. Uy ra vũ trụ, thuyền gỗ cũ nát ở trong không gian lóe ra mấy lần. Cuối cùng, biến mất không dấu vết. Sau khi thi yểm rời đi, khí chàng thủy tổ tản đi hơn phân nửa. Long chủ, liễm hy, ân nguyên thần đều cảm giác áp lực trên người giảm mạnh. Long chủ nói, thì yểm tất nhiên là đi tìm hắc ám tôn chủ. Bọn họ nói không chừng, cũng âm thầm kết minh. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, chế Diệu nói sau khi minh tổ chết, phàm là tu sĩ không muốn vâng lệnh thần giới, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, nhưng kết minh như vậy, ở trước mắt sinh tử, căn bản không đáng tin cậy, tất cả mọi người chờ, đối phương đi lấy mạng đánh nhau, vì mình sáng tạo cơ hội tốt hơn, cực vọng, người có phản cảm bổn tọa cùng thi yểm hợp tác không? Long chủ thật không nghĩ tới sinh tử thiên tôn lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Thủy tổ làm việc, cần gì phải giải thích với người khác? sinh tử thiên tôn đây là muốn hoàn toàn thu phục hắn. Cho nên bắt đầu thổ lộ tình cảm, sinh tử thiên tôn đa mưu túc trí, so với thi yểm cũng không rơi vào thế hạ phong. Long chủ âm thầm nhắc nhở mình phải đề phòng nhiều hơn. Không thể tin tưởng hết, Long chủ nói, đúng như lời thiên tôn, nếu không tuân lệnh thần giới, chúng ta chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Người thấy thần giới như thế nào? Trương Nhược Trần lại hỏi, Long chủ lần này không trả lời ngay sau khi cẩn thận suy nghĩ nói đệ nhị nho tổ từng nói thần giới không có trường sinh bất tử giả đem quá khứ phát sinh hết thảy đều ngăn ở trên người mình đem thời không nhân tổ giải thích là vượt qua thời gian trường hà mà đến trợ lực sự thật chứng minh hắn nói dối một vị nho tổ nói dối so với một tên phàm nhân nói dối càng không đáng tin tưởng trương nhược trần nói có thể để cho một vị nho tổ bỏ lại tu dưỡng cùng phẩm hạnh Đan dệt lời nói dối. Như vậy lời nói dối này phía sau tất nhiên cất dấu bí mật không thể cho ai biết. Cùng với ý đồ, Long Chủ nói, đó là bởi vì lúc đó Minh Tổ còn sống. Đệ nhị nho tổ cần cải trang thành hình tượng yếu kém. Lấy được tín nhiệm của tu sĩ đương thời. Lợi dụng tu sĩ đương thời cùng nhau đối phó phe phái Minh Tổ. Sau khi Minh Tổ chết, cũng không cần phải diễn nữa. Về phần võ quyền thần thủ. Thần Võ ấn ký cùng Trường Sinh bất tử giả không quan hệ nói dối. Càng là tự sụp đổ, sự thật chứng minh, thần Võ ấn ký không phải từ trong thiên địa mà đến, mà là Trường Sinh bất tử giả ban tặng, là treo ở trong vũ trụ tất cả tu sĩ trên đầu một thanh đao. Có thể nói, Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn chủ lần này tuy rằng từ đầu đến cuối thất bại, nhưng cũng kéo xuống lớp ngụy trang của đệ nhị nho tổ. Chỉ tiếc, biết được việc này chỉ có một số ít tu sĩ đệ nhị nho tổ nếu không nhận, chúng ta căn bản không thể làm gì. Dưới tình huống cấp thiên tôn và bán tổ ẩn thế, sau trận chiến hôm nay, sợ rằng hơn một nửa tu sĩ trong thiên hạ đều nghiêng về thần giới. Lòng người từ xưa mộ cường, trong vũ trụ, chỉ có hạo thiên, thiên mỗ, phong đô đại đế ba người có thể nói là lãnh tụ, là cờ sĩ chân chính, đối với tu sĩ đương thời có lực ảnh hưởng không tầm thường. Đáng tiếc, đáng tiếc, hạo thiên ngã xuống thiên mỗ và phong đô đại đế căn bản không thể lộ diện trước khi phá cảnh thủy tổ. Một khi lộ diện, tất bị đánh chết, ân nguyên thần nói, kỳ thật hạo thiên, thiên mỗ, phong đô đại đế tất nhiên là hùng kiệt ảnh hưởng vũ trụ hơn 100 vạn năm. Nhưng chỉ có thể xem như cơ sĩ của một phương vũ trụ. Trần chính có được lực hiệu triệu không gì sánh kịp, chính là đế trần năm đó. Hắn mở ra đồng hồ nhật quỹ cung cấp thiên hạ anh tài tu hành. Xuất ra tất cả tài nguyên ủng hộ có tiềm lực nhân kiệt sử dụng vô cực thần đạo trợ giúp không biết bao nhiêu tu sĩ bạt thang tư chất cùng phá cảnh vô lượng càng là vô số lần huyết chiến tại vũ trụ nguy nan nhất thời khắc tán tài dĩ dưỡng thiên hạ nhất tiếu khả mẫn ân cừu vai gánh thập phương cực khổ lòng dạ hải nạp bách xuyên luận ý chí luận khí phách luận tài hoa luận tư chất ai có thể so sánh hắn là tất cả đương thời trong lòng thần linh vị hào kiệt duy nhất có thể đối kháng trường sinh bất tử giả cùng đại lượng kiếp hắn nếu còn sống là thật có thể nhất hồ bách ứng chư thiên cộng tôn lời này của ân nguyên thần tuyệt đối chân thành bởi vì hắn cảm thấy mình còn có thể sống chính là chương nhược trần lòng dạ rộng lớn lớn nhất thể hiện nghe được tên đế trần lòng chủ ánh mắt ảm đạm dài dài thờ dài thiên tôn người lão nhân gia nhất định phải xuất gia hạo thiên người thừa kế thân phận mau chóng chạy về thiên đình nhập thiên cung chi vị ổn định lòng người người thì sao Trương Nhược Trần nói, Long Chủ nói, ta còn có một chuyện cực kỳ trọng yếu. Trương Hồng Trần, Trương Nhược Trần nói, trong con ngươi Long Chủ một đạo kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Trương Nhược Trần nói, lúc trước, mấy tiểu bối thiên phú cao đang đấu pháp, đều xuất thân kiếm giới. Cực vọng, ngươi là tu sĩ Lão Phu coi trọng nhất hiện nay, Lão Phu khuyên ngươi chớ nên đi lội nước đục. Trương Hồng Trần trên người nhân quả cực nặng, đừng nói ngươi vẫn là tu vi cấp thiên tôn cho dù ngươi phá cảnh đến bán tổ, một khi dính vào, cũng có thể vẫn lạc. Ân nguyên thần nghĩ đến cỗ lực lượng không biết chân áp hồng mông hắc long kia đáng sợ. Cũng khuyên nhủ, long chủ đại nhân, thiên tôn nói rất đúng. Vị sau lưng trương hồng trần kia, tuyệt đối là cấm kỵ số một đương thời. Long chủ hiển nhiên đã làm ra quyết định, không thể thay đổi, khom người hành lễ nói. Thỉnh thiên tôn thành toàn, trương nhược trần lộ ra thần sắc lạnh lùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, bổn tọa chỉ cho ngươi thời gian một tháng. Đa tạ thiên tôn, lòng chủ nói, trương nhược trần lại nói. Trận chiến vĩnh hằng thiên quốc, 12 tộc thái cổ tổn thất thảm trọng, hơn nữa hồng mông hắc long bị chân áp. Ta đoán những thái cổ sinh linh may mắn còn sống sót kia tất bị khắp nơi săn giết. Cực vọng, bên ngươi vô luận một tháng sau là kết quả gì? Đều phải lập tức đem tinh lực đầu nhập vào mời chào cùng hợp nhất 12 tộc thái cổ. Bổn tọa sẽ để hư thiên. Tỉnh đạo nhân, trấn nguyên tới trợ giúp ngươi. Long chủ trong lòng khẽ động, nói, có thể điều động lực lượng kiếm giới hay không? Nếu ngươi có bản lĩnh vận dụng lực lượng kiếm giới làm việc cho ngươi. Bổn tọa tự nhiên cầu còn không được. Trương Nhược Trần lấy ẩn chứa thủy tổ uy thế ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Nguyên Thần một cái, nói, chúng ta đi. Trương Nhược Trần cùng Liễm Hy biến mất ở cuối tinh hải. Ân Nguyên Thần rốt cuộc chịu không nổi, ngã ngồi dưới đất, há to miệng thở dốc tu vi thật khủng bố, tựa như bị hắn bóp cổ, nắm lấy linh hồn, sinh tử chỉ trong một ý niệm. Long chủ nói, hắn vừa rồi là muốn diệt khẩu, bởi vì ngươi đã biết thứ không nên biết. Ân nguyên thần gật đầu, nói, là bởi vì Long chủ đại nhân, hắn mới lưu tính mạng ta, là ngươi biết bí mật, còn chưa đủ trí mạng, đồng thời cũng là bởi vì hắn rõ ràng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cho ngươi ngậm miệng lại, bảo vệ bí mật, Long chủ nói. Ân Nguyên Thần nói: "Cái này đủ có thể thấy được, hắn lúc trước nói không sai, hắn là thật cực kỳ xem trọng Long chủ đại nhân, Long chủ đại nhân sao không mời hắn ra tay cứu chữa Lăng Phi Vũ?" Long chủ nhẹ nhàng lắc đầu, Thủy tổ đánh cờ cực kỳ hung hiểm, ngươi cho rằng Thủy tổ có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, kết cục giống như Hồng Mông Hắc Long lúc này, vị sinh tử thiên tôn này vì sao coi trọng ta, để cho ta làm Thiên cung đứng đầu thiên quan chi thủ?" nguyên nhân căn bản chính là, hắn không dám ở bên ngoài hiện thân, một mực che giấu thiên cơ cùng khí tức, để tránh né thần giới vị trường sinh bất tử giả kia. Chính là một vị thiên tôn cấp, muốn mời hắn ra tay làm việc, người cảm thấy có khả năng sao, trong đó hung hiểm, hắn so với ai khác đều được cho là tinh. Sau khi thở dài, lòng chủ nói, chờ ta phá cảnh bán tổ, sau khi có giá trị lớn hơn nữa, lại đi thỉnh cầu đi, ân nguyên thần ngươi trở về kiếm giới một chuyến. Mời đồ đằng lão tộc hoàng cùng chân nhất lão tộc hoàng đến thu thập tàn cục của thái cổ thập nhị tộc. Chém đi ân nguyên thần bộ phận trí nhớ về sau. Long chủ mới thả hắn rời đi. Không dám thẹn đối với sinh tử thiên tôn tín nhiệm. Ảnh hưởng tiếp theo của trận chiến vĩnh hằng thiên quốc. Đang nhanh chóng lên men trong vũ trụ. Càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi minh tổ ngã xuống. Kết cấu vũ trụ liền có xu thế từ đa cực chuyển biến thành đơn cực. Hôm nay, đơn cực bố cục triệt để thành hình, lại không người dám khiêu chiến thần giới quyền uy. Hết chương 4106 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.